Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2. Tam Nông, làng kháng chiến kiểu mẫu Đồng bằng Bắc Bộ nhiều đổi mới. Các địa phương tổ chức giao lưu tân binh lên đường nhập ngũ. Đầu xuân chảy hội làng Nôm, làng cổ thuần Việt. Kinh nghiệm chăm sóc để nhãn ra hoa, đậu quả đạt tỷ lệ cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên trên địa bàn huyện Văn Lâm, Khoái Châu và huyện Kim Động. Dự lễ trao huy hiệu có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Văn Khuê, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, Bùi Thế Cử, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Nguyễn Văn Trần, sinh năm 1928, sinh hoạt tại chi bộ thôn Ngô Xuyên, Đảng bộ thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm; Lê Thị Đoạt, sinh năm 1927, sinh hoạt tại chi bộ thôn Mãn Hòa, Đảng bộ xã Tân Châu, huyện Khoái Châu; Nguyễn Văn Liễu, sinh năm 1925, sinh hoạt tại chi bộ Mai Xá, Đảng bộ xã Sông Mai, huyện Kim Động. Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn khẳng định huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là vinh dự của cá nhân mỗi đảng viên và của đảng bộ các cấp trong tỉnh. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, phát huy kinh nghiệm, uy tín của mình, đóng góp cho đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cũng trong sáng nay, tại huyện Ân Thi, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm và trao huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Củng ở chi bộ thôn Bối Khê, xã Bãi Sậy. Đảng viên Nguyễn Văn Củng sinh năm 1930, vào Đảng tháng 2 năm 1953. Đồng chí từng công tác tại nhiều đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và công tác nhiều vị trí tại địa phương. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau khi nghỉ chế độ, trở về địa phương, bản thân đồng chí và gia đình luôn gương mẫu, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, gắn bó, đoàn kết với nhân dân, động viên con cháu, phát huy truyền thống xây dựng gia đình văn hóa. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Phù Cừ có 112 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu Đảng. Trong số đảng viên được tặng huy hiệu Đảng đợt này, có hai đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đó là đồng chí Nguyễn Tuy Năng tại thôn Đình Cao, xã Đình Cao và đồng chí Trần Thị Đức ở thôn Tĩ Quý, xã Nguyên Hòa. Bốn đảng viên được trao tặng huy hiệu 70 năm, một đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm, bảy đảng viên được trao tặng huy hiệu 60 năm. Số đảng viên còn lại được tặng huy hiệu từ 30 đến 55 năm tuổi Đảng. Nhận huy hiệu Đảng là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của từng đảng viên. Đây không chỉ là vinh dự của từng đảng viên và gia đình mà còn là vinh dự lớn của Đảng bộ huyện Phù Cừ. Thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, làng kháng chiến Tam Nông, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá là làng kháng chiến kiểu mẫu khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Tam Nông hôm nay, diện mạo quê hương đã đổi mới, phong trào xây dựng nông thôn mới được người dân nơi đây tích cực xây dựng và tạo ra một vùng quê thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao và tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bên bia chiến thắng Tam Nông được đặt ở trung tâm thôn Tam Nông. Mặc dù đã bước sang tuổi 80, nhưng ông Nguyễn Anh Ngôn, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn còn nhớ rất rõ những ký ức lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân hào hùng của người dân nơi đây để kể lại cho cán bộ và các cháu thiếu niên trong xã. Đặc điểm là lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh. Từ năm 1946 đến năm 1951, Tam Nông đã diễn ra hơn 140 trận chống càn đối với thực dân Pháp, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên giặc, trong đó có 61 lính Pháp và sĩ quan chỉ huy. Chiến thắng của quân và dân Tam Nông góp phần cùng với quân và dân cả nước làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động Nam Châu. Làng Tam Nông là sơ xác tiêu điều
trong kháng chiến chống Pháp, không kể bộ đội huyện và bộ đội của tỉnh. 28 liệt sĩ đã ngã xuống ở đất này trong chống Pháp. Và 9 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2 anh hùng cảm tử cũng là đầu tiên của cái tỉnh Hải Hưng lúc bấy giờ. Là làng Tam Đông ấy thì như thế là đã có một cái câu nói, tức là làng Tam Đông là làng kiên quyết không tè, bao giờ đất lộn lên trên mây mà mây lộn xuống đất thì đây mới tè. Tức là làng Tam Đông là cái làng kháng chiến, tức là kiên quyết không tè. Thôn Tam Đông cũng góp phần làm nên một cái thành tích của xã anh hùng. Phát huy phong trào xây dựng nông thôn mới cùng với nhân dân trong tỉnh, thôn Tam Đông, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiếp tục xây dựng để trở thành nông thôn mới kiểu mẫu. Trên 90% gia đình đạt danh hiệu làng văn hóa, công tác bảo vệ môi trường luôn xanh, sạch, đẹp. Cháu rất là tự hào về những người anh hùng đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập cho đất nước chúng ta. Hiện nay thì chúng tôi tập trung cao xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với nông nghiệp thì hiện nay chúng tôi đăng ký với lại công ty giống hữu cơ sản xuất 100 hectare nuôi giống, tranh thủ sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp cho nhân dân đăng ký ghép nhãn với giống chất lượng cao, được giống vải trứng sản xuất tại cái địa bàn Hưng Đạo. Đáng chú ý là phong trào sản xuất lúa giống hàng hóa vẫn được thôn duy trì phát triển với gần 30 hectare đất nông nghiệp tốt nhất dành để sản xuất. Tự hào với mảnh đất anh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, các thế hệ người dân Tam Nông nói riêng, cán bộ và nhân dân xã Hưng Đạo nói chung vẫn đang hăng say lao động sản xuất, phát huy truyền thống quê hương anh hùng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm động viên khích lệ tinh thần của tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, sáng nay, thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào tổ chức giao lưu thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2023. Dự buổi giao lưu có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Trong đợt tuyển quân năm nay, thành phố Hưng Yên có 181 tân binh nhập ngũ, trong đó có 14 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tại buổi giao lưu, các đại biểu cùng các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình đoàn kết quân dân, đồng thời được nghe giới thiệu những tấm gương thanh niên tiêu biểu tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, được giới thiệu đôi nét về các đơn vị nhận quân. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Hưng Yên đã trao giấy khen và quà tặng 9 thanh niên tiêu biểu của các phường, xã cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Buổi giao lưu thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2023 ở thị xã Mỹ Hào được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Mỹ Hào. Năm 2023, thị xã có 179 tân binh nhập ngũ. Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, các đại biểu cùng các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi nổi. Các tân binh được trò chuyện với các vị khách mời, được nghe kể về những chiến công lẫy lừng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, về truyền thống của quê hương, chia sẻ những kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tìm hiểu các chế độ được hưởng trước, trong và sau khi xuất ngũ. Năm 2023, huyện Yên Mỹ được giao chỉ tiêu tuyển gọi 239 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tại buổi giao lưu thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các thanh niên đều thể hiện quyết tâm và đã sẵn sàng lên đường làm tròn nghĩa vụ của công dân, đóng góp sức mình để bảo vệ Tổ quốc. 239 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này cùng hàng trăm học sinh trường Trung học phổ thông huyện Yên Mỹ đến tham gia buổi giao lưu. Tại đây, cùng với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và truyền thống anh hùng của dân tộc, các thanh niên còn được nghe các cựu chiến binh, quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ, các đơn vị nhận quân nói chuyện giới thiệu về truyền thống yêu nước của dân tộc, những chiến công oanh liệt của quân và dân ta qua các thời kỳ, đồng thời được tìm hiểu về luật nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân, nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Lên đường nhập ngũ là trách nhiệm của các thanh niên chúng tôi, nên là tôi viết đơn tình nguyện, tôi rất tự hào khi được nhập ngũ lần này. Em rất vui khi được giao lưu, tất cả mọi người động viên em rất yên tâm và sẵn sàng lên đường. Những buổi giao lưu như này tiếp thêm cho tôi động lực, giúp tôi hiểu thêm được truyền thống quân đội của quê hương. Qua đó càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc lên đường bảo vệ Tổ quốc. Vào trong quân ngũ, tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xứng đáng với truyền thống của quê hương.
Tại buổi giao lưu, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, các ngành, đoàn thể của huyện cũng đã tổ chức tặng quà động viên các thanh niên. Sau buổi giao lưu này, các xã thị trấn sẽ tiếp tục tổ chức gặp gỡ, giao lưu, nói chuyện truyền thống giúp cho thanh niên nhập ngũ đợt này có thêm ý chí, nghị lực, yên tâm trước ngày lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Buổi giao lưu ngày hôm nay là để nhằm tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đối với toàn thể nhân dân và đối với thế hệ trẻ và đối với cái thế hệ các cháu học sinh chuẩn bị đến tuổi nhập ngũ có một cái tâm lý tốt, có một cái tư tưởng tốt và có một cái niềm vinh dự sau này được lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2023, huyện Yên Mỹ được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 239 thanh niên lên đường nhập ngũ. Do làm tốt công tác tuyên truyền, động viên nên đến thời điểm này 100% các thanh niên và các gia đình đều rất yên tâm đang sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2023, ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh phát triển nền kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong đó, tập trung thực hiện hoàn thành và vượt mức một số chỉ tiêu chính như giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt gần 14.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 2,2%, năng suất lúa bình quân đạt 62,56 tạ mỗi hectare một vụ, tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao đạt 71%, tỷ lệ hộ dân nông thôn có điều kiện sử dụng nước sạch 100%, phấn đấu có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án và kế hoạch giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời điểm các hợp tác xã nhà vườn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tập trung chăm sóc cho nhãn, bởi đây là giai đoạn nhãn ra hoa đậu quả, quyết định đến năng suất cuối vụ. Với hai mẫu nhãn, chủ yếu là giống nhãn Cùi Cổ và nhãn Hương Chi, năm nào gia đình ông Bùi Xuân Tám cũng cho thu sản lượng hiệu quả kinh tế cao, được khách hàng ưa chuộng. Năm 2022, gia đình được thu 15 tấn quả, bán với giá 25-100.000 đồng trên 1 kg, trừ chi phí còn thu lãi gần 400 triệu đồng. Có được hiệu quả cao như vậy là ngoài việc chọn giống nhãn chất lượng, áp dụng biện pháp trồng bầu, ông Tám đã đặc biệt tập trung chăm sóc nhãn giai đoạn ra hoa đậu quả vì đây là giai đoạn quyết định tới năng suất cuối vụ. Ra hoa đậu quả non là lúc đó đang cần sự chăm sóc dinh dưỡng hỗ trợ cho cây. Khi là đậu quả non xong thì ta cần bổ sung NPK vì NPK nó có thành phần như đạm, lân, kali rất cân đối và các chất phụ gia như vậy là lưu huỳnh, đồng, sắt, kẽm nó hỗ trợ bổ trợ cho cây và trên cây lúc đó ta có thể phun thuốc bảo vệ thực vật kết hợp với vi lượng có 9 hợp chất. Thì khi phun lên thì cây thiếu dinh dưỡng gì thì cái vi lượng nó sẽ bổ trợ luôn, làm cho cây sinh trưởng rất cân đối và đồng thời tạo thế phát triển quả rất là tốt. Nhãn cho năng suất chất lượng ổn định nên ngoài xuất bán nhãn quả tươi và các siêu thị chuỗi cửa hàng hoa quả sạch ở thành phố Hà Nội, vụ nhãn năm 2022, gia đình ông Trần Văn Mí còn thu hút được trên 300 khách du lịch về tham quan, trải nghiệm tại nhà vườn. Nhờ đó, sản lượng trên 10 tấn quả được tiêu thụ thuận lợi. Để tiếp tục thành công ở vụ nhãn năm 2023, thời điểm hiện tại, gia đình đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây. Biện pháp đầu tiên lúc này là kiểm tra vườn nhà mình để phòng trừ các cái bệnh sâu cắn ré, cắn giò hoa. Phải lắng nghe thời tiết, nếu thời tiết mà biến chuyển mưa thì chúng ta phải phòng chống sương mai và thán tư. Bắt đầu quả con thì chúng ta sẽ tăng cái lượng đạm lên và giảm cái lượng kali đi thì để cho cây phát triển, và sau khi quả đã phát triển lớn rồi thì chúng ta bắt đầu tăng dần cái lượng kali và giảm cái lượng NPK và lượng nitrat đi để cho cây quả nhãn nó có chất lượng tốt và cái mẫu mã nó đẹp. Thành phố Hưng Yên có trên 1.000 hecta nhãn để cung cấp nhãn quả tươi cho các siêu thị, sàn thương mại điện tử và đặc biệt là phục vụ xuất khẩu. Phòng chuyên môn thành phố Hưng Yên đã đẩy mạnh hướng dẫn bà con biện pháp chăm sóc nhãn ngay sau khi thu hoạch. Hiện đang là thời điểm có vai trò quyết định đến năng suất cuối vụ. Ngoài áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để thúc đẩy quá trình ra hoa đậu quả, các hợp tác xã, nhà vườn trên địa bàn thành phố Hưng Yên còn chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, sự phát sinh của các đối tượng sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, làng Đại Đồng
hay còn gọi là làng Nôm ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, không chỉ lưu giữ được cảnh quan đặc trưng của ngôi làng Việt cổ đồng bằng Bắc Bộ, mà còn thực hành được những nghi lễ tín ngưỡng truyền thống từ nhiều đời qua. Đầu xuân, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chảy hội làng Nôm để thấy được những nét đặc sắc về giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể nơi đây, cũng như trở về với những giá trị truyền thống của dân tộc. Sau lễ rước nước từ chùa Nôm về bao tái cho thành hoàng làng được kính cẩn thờ tại đỉnh Tam Tàng, sáng 11 tháng Giêng, người dân làng Nôm lại rước thánh ra chùa để lễ Phật và thỉnh mời mẫu thân cùng phu nhân của ngài về dự hội làng, hiến hưởng lòng thành cúng lễ của nhân dân và du khách thập phương. Đoàn rước đi giữa một không gian mang đậm đặc trưng của làng quê Bắc Bộ với cây đa, bến nước sân đình, cổng làng tiếng nước, cầu đá, chợ quê, nhà thờ cô kính. Du khách trong và ngoài nước đến với lễ hội lần đầu không khỏi bất ngờ với một không gian thấm đẫm những giá trị truyền thống của làng quê xưa. I feel very happy to visit the village today and see all. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm lễ hội như thế này, tôi rất thích cảnh rước kiệu quanh làng và phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi lần đầu tiên tham dự lễ hội làng Nôm, tôi thấy là rất là xúc động bởi vì đây là một cái truyền thống rất là tốt đẹp, quý và quý báu của làng Nôm cũng như của dân tộc ta. Tôi ấn tượng nhất là cái sự trang trọng, hoành tráng cũng như là rất là đẹp và truyền thống. Có điều kiện chúng tôi sẽ rủ nhau lại đến. Lễ hội làng Nôm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội gắn liền với di tích đình làng, nơi thờ thành hoàng làng là Đức Thánh Tam Tàng, vị tướng thao lược toàn tài thời Hai Bà Trưng, đồng thời kết nối với linh thông cổ tự hay còn gọi là chùa Nôm, một điểm đến hấp dẫn du khách nhiều năm qua. Lễ hội làng Nôm này nó mang một tính chất lịch sử là từ đời Bà Trưng. Khi mà có thần hoàng ở đây, có cái đền để thờ thì là có cái lễ hội hàng năm, là chúng tôi năm nào cũng tổ chức. Chỉ có vừa rồi là có 2 năm bị dừng thôi. Nếu cảnh quan làng Nôm là một báu vật cổ truyền giữa cuộc sống hiện đại, thì lễ hội làng Nôm cùng những tập tục lễ nghi vẫn đang được thực hành nơi đây là phần hồn sống động cho báu vật ấy. Đến với làng Nôm, hòa mình vào với hội làng là trở về với những giá trị truyền thống của dân tộc. Tin an ninh, công an huyện Phù Cừ vừa phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây tại xã Đoàn Đảo. Công an huyện Phù Cừ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội đánh bạc gồm Phí Tiến Công, Phí Tiến Hợi sinh năm 1971, Phí Tiến Kỷ sinh năm 1969, Nguyễn Văn Minh sinh năm 1970, Nguyễn Văn Hưởng sinh năm 1979, Lê Huy Phú sinh năm 1991, đều trú tại thôn Khả Tuy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ. Trước đó, ngày 27 tháng 1 năm 2023, Công an huyện Phù Cừ phối hợp với Công an xã Đoàn Đào phát hiện bắt quả tang tại nhà Phí Tiến Công, sinh năm 1993, ở thôn Khả Tuy, xã Đoàn Đào, có 6 đối tượng đang đánh bạc với hình thức đánh 3 cây ăn tiền, thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền gần 12 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan.